Chào mừng các bạn đã tới với chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ. Tôi là Phan Sơn, người bình luận chương trình của các bạn hôm nay. Hôm nay là ngày thứ Tư, 22 tháng 3, ngày thứ 392 của cuộc chiến Nga-Ukraine. À, trong các chương trình bình luận thì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn. thì Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái câu hỏi quan trọng đặc biệt là những cái câu hỏi mà các bạn viết đủ cái dấu tiếng Việt và tôi cũng ưu tiên trả lời những câu hỏi của các bạn hội viên qua đây thì tôi cũng rất muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã theo dõi ủng hộ và đặc biệt là những người trong danh sách hội viên tôi không ngờ là lại có rất nhiều người ủng hộ tôi qua cái tính năng hội viên của YouTube tôi chưa tìm cách mãi mà tôi chưa tìm được cái cách để mà 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 biết được ai là những người hội viên và cái danh sách của cái người đấy để tôi đưa lên video để cảm ơn ở mỗi cuối video hoặc là bên cạnh video khi nào tôi làm được học được cái cách đấy thì tôi sẽ làm cái việc đấy thì các bạn cứ thoải mái đưa bất kỳ câu hỏi nào ra nói chung là trên tinh thần là giao lưu là chính thôi Chứ không, không uh, quá nặng nề về cái việc quá đúng hay là quá sai, mà phải đúng 100%, đúng không ạ? Nếu cái gì biết thì uh, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Cái nào mà biết một ít thì trả lời theo kiểu biết một ít, còn uh, cái nào không biết thì chắc chắn sẽ uh, có nhu cầu tìm hiểu, thì sẽ tìm hiểu để trả lời đến nơi chốn cho các bạn, thậm chí là làm những video để mà chuyên đề, để trả lời các bạn. Đấy, trên tinh thần là không có dấu rốt. Hôm nay thì trước khi vào cái bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp ấy, thì buổi sáng hôm nay là trên toàn thế giới nó xuất hiện một cái tin tuy nó không phải là một cái tin nó động trời nhưng mà lại rất là quan trọng liên quan tới cái việc chiến trường Ukraine. Đấy là Bộ Quốc phòng Anh thì họ chính thức họ ra thông báo là họ sẽ gửi kèm các cái đạn xe tăng Challenger 2 gửi cho Ukraine là cái loại đạn sử dụng uranium làm nghèo. Đấy phía Ukraine thì gọi là mừng rơi nước mắt, các blogger thân Ukraine thì lêu lêu nga, bảo là nga phe này xong rồi. Đấy. Còn uh, phía nga thì uh, từ tổng thống Putin tới bộ trưởng quốc phòng Shoigu và bộ trưởng uh, ngoại giao Lavrov đều có phản ứng rất là giận dữ. Đấy. Ông Putin thì ông cũng nói uh, rất rõ đây là một cái uh, cái bước leo thang. Đúng không ạ? vượt lành lằn danh đỏ ở mức gọi là rất nghiêm trọng ông shoigu là người kín tiếng về vấn đề ngoại giao thì cũng nói rằng là họ càng ngày họ càng lấy bớt đi những cái những cái bước cuối cùng để dẫn tới việc mà leo thang một cái cuộc xung đột hạt nhân Đấy, còn ông sergei lavrov bộ trưởng bộ ngoại giao thì cũng nói một cách cứng rắn chưa từng có là, là, là không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người anh và chắc chắn họ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng đại loại là như thế Đấy, thì các bạn biết là cái cái những cái viên đạn uh, uranium uh, làm nghèo ấy thì đúng ra mà nói thì nó sau khi mà nó phát nổ thì nó phát ra một cái lượng bức xạ uh, phóng xạ rất là nhỏ hoặc là hầu như là không đo được Đấy. và bộ quốc phòng anh nói rằng là chúng tôi sử dụng cái loại đạn này thì nó cách đây từ là là, là mười mấy hai mươi, mươi năm rồi từ khi mà ném bom vào uh, liên bang nam tư rồi đấy và không có cái đạn thì nó an toàn lắm nói chung là chết là chết ngay đại khái kiểu như thế và nga vì uh, nga cứ nổi đoá lên vì là nga sợ nga không có cái vũ khí như thế cho nên là nga sợ đấy. thế thì cái uh, tác hại của cái loại đạn như nào chúng ta nói sau nhưng mà tôi nghĩ rằng là người anh đã đi một bước rất là là leo thang và đặc biệt leo thang này có lợi cho phía nga đấy, cũng có thể là nga sợ thật bởi vì bạn hiểu cái đạn đấy là đạn Mục đích của nó là đạn xuyên giáp. Ngày xưa nếu không có cái loại làm nghèo là trên đầu đạn bắn xe tăng ấy thì xe tăng nó không xuyên giáp được và khi mà nó không xuyên giáp và đặc biệt là cái này nó xuyên giáp và nó phát nổ ở phía bên trong, tức là nó phát nổ nó gây cái cái nổ về hướng bên trong kíp lái, dẫn tới là là là, là kíp lái của xe tăng gặp nguy hiểm. Đấy và những cái xe tăng hiện đại thì người ta luôn thiết kế làm sao đấy với cái ưu tiên hàng đầu là bảo vệ cái kíp lái thì cái đạn này là đạn xuyên giáp nếu mà anh em nào mà chơi liên minh huyền thoại ấy, thì anh em sẽ hiểu cái xuyên giáp là gì đúng không ạ nhiều khi mình đánh mình được gặp một cái thằng mà 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 nó trâu nó tanh nó lì ấy đánh mãi như gãy ghẻ nhưng mà nếu mà mình mặc đồ xuyên giáp vào thì mình có khi là mình mình chỉ vào mình lướt vài phát là nó đi rồi đại loại là như thế thì nó xuyên giáp Đấy, và cái loại đạn này thì như anh nói là nó rất an toàn nhưng thực tế ấy, thì trên cộng đồng quốc tế người ta nói rõ đúng không ạ số đông nói rõ là đạn này là rất nguy hiểm, nó nguy hiểm ở những mức độ như này là khi mà bắn vào đấy thì binh sĩ lúc đấy không 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 có cảm nhận gì khác với đạn bình thường. Nhưng sau khi những vấn đề mà họ đưa về chữa trị thương và hồi phục vết thương ấy thì nó 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 rất khó hồi phục, thứ hai là nó trên quá trình nó mắc rất nhiều loại bệnh trong đó có cả ung thư. Đấy, đặc biệt là uh, trẻ em đời sau sinh ra là hay bị dị tật, nó giống kiểu như là chất độc màu da cam của mình ấy. Ngày xưa ném vào thì ông nào nói là nó nó bị làm sao đâu, đúng không ạ? thế nhưng mà bây giờ thì cuối cùng là cái đấy nó di chứng của nó là cả xã hội về sau đấy, và đặc biệt là cái đạn này nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến môi trường và người ta nói rằng là Ukraine muốn dùng đạn này bởi vì nếu trong trường hợp mà họ không tổng phản công thành công ấy thì họ sẽ để lại những vùng đất không thể sống được đấy, đấy là một cái những cái thông báo ấy, như vậy và loại đạn này thì đã được sử dụng ở chiến trường Nam Tư, Serbia, Syria, Iraq và thậm chí là không chỉ những người dân ở nước đó chịu đựng có những cái cái minh chứng cho thấy là họ là nạn nhân của cái loại đạn đấy mà chính cả binh sĩ của NATO đóng ở Nam Tư, đóng ở cái nơi mà đã từng xảy ra những cái, cái 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 vụ xung đột mà có sử dụng đạn đấy thì sau này họ xuất hiện những cái căn bệnh nó rất là lạ, người ta không phát hiện ra và thậm chí là những cái vấn đề liên quan đến ung thư nữa. Đấy, đấy là một vấn đề mà tôi cho là là rất quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta thấy là gì? Người Nga nói rằng họ người anh đã làm một cái việc là rất khó hiểu mà dại dột là họ đưa ra một loại đạn tôi không biết là cái loại đạn đấy nó có có độc hại hay như nào như tôi vừa phân tích hay không nhưng cái quan trọng là kiểu gì loại đạn đấy nó có ít phóng xạ hay nó không có phóng xạ thì nó có thành phần của hạt nhân đúng không ạ đó là một loại đạn uranium nói chung là liên quan đến phóng xạ hạt nhân và như vậy nó làm một cái cớ để cho người nga có thể cân nhắc tới những cái việc mà họ đang rất rất là trần trừ Đấy. Tôi nghĩ đấy là một cái cớ để để người Nga có thể leo thang. Và nếu như người Anh làm việc này ấy mà sau này Nga có thể thôi, tôi không nói là chắc chắn nhá, có thể sử dụng một cái loại vũ khí hạt nhân nhất định nào đó. Đúng không ạ? Thì họ cũng nói ví dụ như vũ khí hạt nhân chiến thuật của họ trên mặt trận là nó rất an toàn cho môi trường. Thì đã sao? Đúng không ạ? Kết quả thì cũng đã là hai cuộc đấu tranh truyền thông thì nó đã ngã ngũ rồi. Và cái đấy họ chỉ cần là đưa ra một cái lời giải thích biện hộ với cái phe của họ thôi. Bây giờ thì bên này họ cũng chỉ cần cái phe của họ nghe thôi Chứ họ đâu quan tâm tới người Nga đấy, Cho nên là tôi cho rằng là Người Anh làm cái việc này Thì khẳng định nó không thay đổi cái cục diện chiến trường Phải nói rõ là như thế Kể cả hàng trăm cái xe tăng hay nhiều hơn nữa Kể cả máy bay Nó chỉ làm tổn hại thêm người Nga và kéo dài cuộc chiến Cái điều đấy mình rõ ràng mình nhìn thấy Nhưng mà chiến tranh ấy Một trong những cái quan trọng nhất Trong cuộc chiến tranh Nó cũng giống như là trong một cái cuộc đấm bốc các bạn thấy là đấm bốc mà cái ông nhận nhận giải nhất ấy, giải vô địch ấy, thì mặt ống sưng vù đúng không ạ mắt mũi trợn gần rơi ra ngoài thế còn cái ông mà bị đánh bại thì thảm hơn thế rất là nhiều như vậy có thể cho thấy là gì trong đấm bốc hay là trong chiến tranh ông nào có thể chịu được, được những tổn thất mà vẫn tiến về phía trước mới là ông chiến thắng cuối cùng chứ không phải là ông không bao giờ bị tổn thất đấy là cái khẳng định như thế trong cuộc sống của chúng ta cũng thế thôi nếu chúng ta liên tiếp gặp những cái thất bại, từ thất bại này đến thất bại khác mà chúng ta không nản chí mà chúng ta vẫn giữ cái nhiệt tình tiến về phía trước, chúng ta vẫn hứng chịu được những cái cú đấm của cuộc đời và chúng ta vẫn bò về phía trước là chúng ta sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Chứ còn xã hội bây giờ nó cứ post những cái ảnh người ta đi xe đắt tiền, mặc quần áo đắt tiền rồi đi những kỳ nghỉ sang trọng vân vân ấy nó thường nó thôi thúc cho toàn bộ cái giới trẻ hiện nay nghĩa giới trẻ hiện nay nó nghĩ rằng là trong cuộc sống chúng ta chỉ có chiến thắng mới thành công thôi thực ra tôi không nhìn thấy ai là những người thành công thực sự ấy là những người mà chưa trải qua rất nhiều thất bại cái điều quan trọng nhất là họ thất bại họ chịu nhiều tổn thất mà họ vẫn vượt qua để họ tiếp tục họ làm tiếp đấy, thì đấy tôi cho rằng là cái mà nga đang làm được việc đó trên chiến trường ukraine đấy, còn thực ra thì tôi cũng không, không thể nắm được hết các cái thông số tổn thất của người nga đúng không ạ Đấy, nhưng mà như chúng ta biết là chúng ta biết được cái tổn thất nhất định về phía ukraine và với cái tình hình như này thì chúng ta thấy là người ukraine sẽ khó có khả năng chịu được những cú đấm trên chiến trường trên một cái con đường dài được như người nga và đấy là một trong những yếu tố rất là quan trọng đúng không ạ ok bây giờ chúng ta sẽ vào cái những cái diễn biến quan trọng à, hôm qua buổi tối hôm qua thì như tôi đã trình bày trong cái 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 bài um, bên lề đấy thực ra buổi tối hôm qua là cái diễn biến giao tranh ở bên đó là buổi chiều ấy nó rất là khốc liệt đấy, tuy nhiên thì trận địa nó gần như nó không có gì thay đổi cả nhưng mà diễn biến rất liệt khuyết liệt thì tí tôi sẽ chỉ thêm các bạn ở phần đấy à, trước khi vào thì tôi nói qua lại thỉnh thoảng tôi điểm qua lại các chiến trường để um, anh chị em là mới đến thì chúng ta nắm được thì tôi sẽ vẽ tôi sẽ đưa vào bên phải tên của những chiến trường đó nhưng cái vị trí của nó tương tự như này này vị trí của nó từ phía dưới lên trên và từ trái sang phải đúng không ạ số 1 là chiến trường son thứ hai là Zaporizhia thứ ba là donet Đấy. Donet thì nó cụm ba bốn chiến tuyến cơ à, thứ tư là ba múc bác mút thứ năm là Sivek Liman và thứ sáu là à, Kupian Kharkov đấy thì trong cái Donetsk này nó có ba cái là Vuleda, Marinka và cái đang rất hot hiện nay là Adipka. Và chúng ta nhìn thấy cái chiều như này, tôi luôn bình luận theo hướng này. Nếu như mà tôi không xông vào các cái chiến trường nóng thì tôi sẽ bình luận theo hướng từ dưới lên trên để chúng ta nắm được cái logic về về chiến trường. Hôm qua thì rất nhiều bạn hỏi rằng là cái việc mà Ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng UAV vào lãnh thổ của Crimea ở đây thì phía Ukraine nói rằng là họ đã phá hủy một cái đoàn tàu chứa tên lửa caliber của Nga. Đấy, tuy nhiên thì họ cũng không đưa ra được chứng cứ nào, không có một cái video hình ảnh nào mà chỉ có một cái một cái vụ nổ bốc khói từ xa thôi. Còn phía Nga thì nói rằng là cái vụ UAV, UAV đây tấn công vào nhà dân và làm thương một người nhà dân đồng thời là phá hủy một cái kho lương thực của người dân. Đấy, và họ đã thu thập được tất cả những cái mảnh vỡ của cái UA, một số những uav nó còn khá nguyên vẹn tức là nó còn to bằng cả cái bàn cơ đấy, và nó còn chữ nghĩa nó, nó nó y nguyên và nó là một cái uav nó được chế tạo ở bên mỹ đấy, điều đấy nó cho thấy một điều rằng là à, à, không thể là nó đánh vào một cái đoàn tàu phát nổ cái tên lửa calibre được bởi vì khi nó đã phát nổ như thế thì chẳng còn cái gì nữa chứ không nói gì đến một cái uav mà cái cánh kia nó còn nguyên vẹn như thế Thứ hai nữa các bạn nhìn thấy cái địa điểm này, caliber thì nó bắn nó bắn từ tàu đúng không ạ? Nó bắn từ tàu. để cho nên là chắc chắn một điều rằng là người ta không dạy gì để người ta đưa tàu ý tôi là tàu chiến. Thì như vậy là và tàu chiến thì nó ở đây. Đấy. Thì rõ ràng là như vậy thì chẳng đời nào người ta lại đưa caliber lên tàu hỏa để chở từ đây men qua đây để mà đến đây rồi là đưa ở đây đúng không ạ? Nó sẽ luôn là từ những cái vùng này chạy ra bằng tàu thủy. Thì đấy là một cái mà Nga thì họ đưa ra hết những cái bằng chứng như thế Và cái lập luận từ phía bên ngoài thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng rất logic thôi Còn Ukraine thì cũng rất logic đúng không ạ Họ không có chứng cứ nhưng mà họ cứ nói rằng họ tiêu hủy Đúng không? Bởi vì là có rất nhiều người sướng khi cái đấy Và hôm qua thì đúng là blog thân Ukraine thì cũng phát điên Thậm chí là cả mấy ông phương Tây ấy, cũng có những cái niềm tin hy vọng đấy, Bởi vì xử được một cái đống caliber của Nga là nó nó, nó sướng lắm Đấy là thần chết mà ngay hôm nay thì nga đã tiến hành một cái cuộc tấn công trả đũa Đấy, là họ uh, bắn phá vào bắn pháo vào khu vực này và một cái uh, sân bay thì không biết là vào kho đạn hay là cái gì nhưng đại khái là phía nga thông báo là đã bắn một uh, và một, uh, đã uh, tiêu hủy một cái mig 29 của ukraine trên đường tìm cách cất cánh Ok, đến với chiến trường Khe Son thì không có những cái gì, không có bất kỳ một hoạt động nào ngoài các hoạt động đấu pháo như hai bên như tôi đã nói. Tuy nhiên thì Bộ Quốc phòng Nga cũng nói là hôm qua Ukraine cũng thiệt hại đáng kể ở đây, 50 người cộng với lại một số lượng, hai con số khí tài. Còn phía Ukraine thì có video chứng minh là họ một cái máy bay trực thăng của Mi-8 của Ukraine cất cánh ở, ở bên phía Khe Son bên uh, Ukraine Đấy, và cất cánh lên lướt qua lãnh thổ Nga và bắn tên lửa vào đây rồi uh, tung hỏa mù và quay về căn cứ khẩn cấp hiện nay những Ukraine uh, trực thăng của Ukraine là rất khó làm ăn ở Nga phải nói thực sự như thế là chỉ có từ xa thôi và um, chúng ta cũng phải thực sự là 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 cũng phải là thán phục những cái cách đánh của họ hôm trước tôi có họ có nói về cái việc là cái đội của họ buộc phải tấn công uh, trực thăng như nào tức là nó chỉ dám đi một cái đội nhỏ một hai cái thôi và bay thật sát mặt đất dưới các cánh rừng ấy, xong đến đến tầm mà có thể cho phép để bắn từ xa vào mục tiêu ấy. thì đồng thời là là tăng tốc độ cao lên vượt khỏi cánh rừng và trước khi bắn thì bắn một loạt các cái loại đạn giả để mà mà hủy cái hỏa lực phòng không của đối phương sau đấy là bắn đạn thật vào các vị trí của quân nga rồi ngay lập tức là quay đầu rút về Đấy, thì cái việc đấy là một cái mà uh, cuộc chiến này cái hệ thống tên lửa phòng không của hai bên nó làm cho lực lượng không quân những cái mà anh em mê ấy, là gọi là thúc thủ chiến trường uh, Zaporizhia không có gì uh, thay đổi đúng không ạ phía bộ quốc phòng nga thì nói rằng là Ukraine sau khi mà họ tấn công tổ chức một loạt các cuộc tấn công ấy thì trong 24 giờ qua là họ không tiến hành tấn công nữa và hai bên chỉ đấu pháo thôi và quân Ukraine cũng thiệt hại khoảng 30 người ở đây. Đấy. Chiến trường Vulida thì hôm qua có những cái thay đổi khá rõ đấy là Nga đã chiếm thêm một đoạn rất lớn. Xin lỗi các bạn. Chúng ta zoom vào cái vị trí này. Đây, cái vị trí này là vị trí mà thực tế là từ rất lâu rồi Nga không tuy là nó có một cái mỏm nhỏ thôi nhưng mà Nga không biết là không tấn công hay là không tấn công được đúng không ạ? thực tế là nó đến tận đây cả. mấy hôm trước thì chiếm được đoạn này còn mấy hôm nay thì hôm qua thì chiếm thêm được cả cái đoạn này Đấy, như vậy là như chúng ta đã phân tích thì rõ ràng là Nga bắt đầu triển khai các mũi tấn công để mà gây áp lực ở phía Vuleda không cho lính của Uleda rút đi để có thể giải vây cho Bakhmut hoặc Adipka đúng không ạ? và họ đã có những cái mũi tấn công gọi là mang tính chất là thăm dò ở các cái hướng này tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng chỉ là thăm dò thôi bởi vì nó vướng một cái dòng sông như này thì nga rất khó để qua và đã từ lâu rồi họ cũng không thể là đánh chiếm được cái vùng mà trông như là kho hoặc là cái nhà máy này phía phía bắc của cái bờ sông nhỏ này mặc dù hai bên sát nhau Đấy. và ở phía trên xin lỗi ở phía trên thì nga tiếp tục tấn công lên uh, khu mỏ than của ukraine phía này tuy nhiên thì họ không đạt thêm được bước tiến nào Đấy, và đặc biệt là cánh quân này của nga là họ đã tấn công nghiêm túc hơn vào thành vuleda với một cái quân số là cam kết hơn Đấy, và trong những ngày qua là pháo binh của ukraine của nga làm việc rất là tích cực ở thành phố vuleda cho nên tôi nghĩ rằng là à, trong những thời gian ở đây là nga có được những cái lợi thế rõ rệt hơn rất nhiều ở Volida đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là nga cũng không có tham vọng để muốn lấy ngay lập tức, mà trong thời điểm này họ sẽ dùng pháo và bom để làm mềm cái nốt cái thành phố này và thành phố này thì vẫn còn là cái công sự phòng thủ rất là cả, là vững chắc, cho nên là nga cũng chưa thể nào mà muốn lấy thành phố này một cách dễ dàng, cũng như là họ luôn để trạng thái như này để Ukraine bằng mọi giá phải phải điều quân để giữ thành phố này và cái cách đánh như của nga thì nếu mọi người có thể hay đặt câu hỏi là tại sao mà nga cứ tổ chức mà tấn công ở nhiều chiến trường mãi mà cứ cứ rút thò vào xong lại rút ra Đấy, mà không gọi là kiểu như lút cán luôn ấy, như vài người nói ấy. thì tôi nghĩ rằng đây nó phục vụ những cái chiến thuật của họ thôi đúng không ạ họ phải gọi là rèn dứ như thế Đấy, đánh vào xong rồi trở về là tấn công được đến nơi rồi xong rồi lại phải rút ra Đấy thì tất nhiên là cũng có những lúc là họ bị đánh giúp bị đánh bật ra khỏi và thiệt hại thật đúng không ạ nhưng về cơ bản thì tôi nghĩ là chưa phải thời điểm để nga gọi là tổng tấn công để lấy lại được hoàn toàn tôi nghĩ nó phải sau thời điểm adipka sụp đổ thì lúc đấy nga mới có một cái bàn đạp thật tốt đấy, bởi vì thực tế là vuleda này có thể chiếm được khi nào nga có thể giải quyết được toàn bộ cái vùng ở phía trên đúng không ạ thì nga mới có khả năng là thọc quân sâu rồi vua hồi và phía sau lưng cũng như là bọc sườn và đánh giáp mặt từ đằng trước thì mới có thể dễ dàng chiếm được. Còn nếu không thì thời điểm này mà họ tung quân và đánh Vuleda thì có nghĩa là lưỡng bại câu thương, hai bên sẽ tổn thất rất nhiều. Chúng ta đến với chiến trường uh, uh, chiến trường Marinka trước khi Adipka chúng ta có Marinka thì những ngày ngày qua chúng ta thấy là Nga cũng đã tiến thêm được rất nhiều ở Marinka. Tuy nó nhỏ như này thôi nhưng mà cũng là một cái nó khá là đột phá bởi vì từ lâu rồi là họ cũng không tiến gì thêm được. đấy và ở trong thành phố thì nó nó nó, thỉnh, nó lên từng cái tòa nhà một, đúng không ạ? Người ta có thể nhìn thấy này nó lên từ một cái tòa nhà nhỏ một. đấy và phòng thủ của ukraine rất tốt. tuy nhiên thì như tôi đã phân tích ấy, thì các bạn thấy là bản thân một cái thành một cái thị trấn như này, ấy, nó bé tí nó ở cái gì như này thì không có lý gì mà không có thể lấy lại được, đúng không ạ? người nếu như mà ai mà bảo là vào chiến tranh chỉ để chiếm đất hay không ấy, thì rõ ràng là với một cái thành như này nó không hề có một cái gì ở phía trên mà nó cũng chẳng có cái gì ở phía dưới đấy và đằng sau nó thì là một cái đường dài chạy theo một cái tuyến quốc lộ và bờ sông như này thì cái việc tấn công để lấy nó là không phải khó đấy tôi nó khẳng định như thế nhất là quân của ukraine đã bị đẩy ra khỏi rìa rồi nhưng mà tại sao nga lại không lấy thì nó lại quay lại cái câu mà tôi vừa trình bày các bạn hai ba phút ở cái phía vulida phía dưới đúng không ạ họ muốn ukraine luôn phải ghim cái quân ukraine ở đây một hoặc là một hai lữ đoàn ở đây để mà lúc nào cũng phải đối phó với cái việc tấn công của Nga. Và như thế là làm cái việc đấy là Nga rất là chủ động. Còn Ukraine kể cả họ có thể phản công được ở đây ấy, thì họ cũng không dám làm. Đấy. Với bây giờ cái quân của họ ở trên khắp mặt trận là đã bị căng rồi. Cho nên là họ không thể nào họ có thể điều theo quân thêm quân dư vào đây nữa, đúng không ạ? Khi muốn tấn công mà phản công trở lại ấy, thì họ bắt buộc họ có phải có một thêm một cái đội quân lớn để làm dự trữ ở phía sau. Đấy, và khi tấn công như thế thì vừa vào vùng đô thị dày đặc của Nga này, thiệt hại của Ukraine sẽ là lớn. Thứ hai nữa là khi mà tấn công vào thì họ lại rơi vào một cái trạng thái, ví dụ họ chiếm đất, họ lại phải bảo vệ. Đúng không ạ? Đấy, và như thế là họ lại lại càng xa vào cái lưới của người Nga nhiều hơn, vào cánh cung của người Nga nhiều hơn. Cho nên là Nga liên tục tạo ra những cái nơi mà hút, đấy, có chỗ thì là hố rất to và có chỗ thì hố, hố nó cũng vừa vừa. Đấy, và kể cả những cái việc ở ngay phía dưới giữa Vuleda và Marinka các bạn cũng có thể nhìn thấy tình trạng nó cũng rất là tương tự với một cái với một cái cái địa hình như này ấy, thì cái việc nga có thể tấn công để mà tiêu diệt cái này tôi nghĩ rằng là không phải là khó đúng không ạ nhưng mà họ luôn tạo ra một cái 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 cái, cái góc chữ C để mà cho ông Ukraine ông ấy cố thủ ở giữa như này và với cái địa hình như này thì Ukraine không thể tấn công đi được đấy kể cả là nga nói thẳng ra kể cả nga có thể bỏ cái chỗ này không thèm phòng ngự Đấy, thì họ có thể là họ sợ lo mất đất hoặc là ờ, mà ảnh hưởng đến dân hay là thành phố thôi chứ còn thực ra thì như thế này thì với những cái liên tục có những cái dọ này thì chắc chắn là Ukraine không dám tấn công vào cái cái, cái, cái chỗ mà sâu nhất của cái dọ cái đáy dọ này nếu họ càng tấn công vào thì họ càng càng đẩy mình vào một cái việc là bị tự mình bao vây mình Đấy, tự mình đưa vào cái dọ của kẻ thù Ok chúng ta đến với ở chiến trường Adipka thì ngay ở dưới Adipka nó cũng có một cái dọ như thế đấy, chúng ta cũng thể nhìn đây đấy một cái đường duy nhất từ dưới lên này đó đấy, và nga cứ tấn công thôi ngày nào nga cũng tấn công như này đấy, có ngày nga còn tấn công cả như này nữa đấy, các cái mũi tấn công kiểu như này là các mũi dạng pin sơ đúng dạ, pin tức là găm chân cầm chân quân địch đấy, bây giờ chúng ta đến với những diễn biến quan trọng trong vùng Adipka này nhá. à, theo cái nguồn tin của cả hai phía thì sau khi mà quân Nga tạo đột phá chiếm được thị trấn này và thị trấn này đều là hai thị trấn rất quan trọng Đấy. thì Ukraine đã tổ chức phản công hôm qua là họ điều rất nhiều viện binh đến và họ tiến lại vào thị trấn để giao tranh lại với Nga và bây giờ thì ở cái thị trấn này là Ukraine vẫn làm chủ khoảng 20-25% và Nga làm chủ 75% và diện giao tranh là như tôi nói tối qua là diễn ra rất khốc liệt, Đấy, gọi là như tường thuật bóng đá luôn. Nhưng mà à, là là nó không có những thay đổi nhiều về chiến lược ở đây cũng thế. Nhưng mà với cái tình hình như này thì chắc chắn là cái việc à, nga giải quyết những cái uh, hai cái thị trấn này là, là chuyện dễ là là chuyện chắc chắn là sẽ xảy ra, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là họ đã hình thành cái trận địa như này rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là uh, cái 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 triết lý tấn công của họ sử dụng pháo binh các thứ thì cứ sau khi họ bao vây và tấn công và chiếm được thành thì một hai ngày sau đấy là cái pháo binh của họ vào trận địa nó sẽ còn phát huy kinh khủng hơn đấy, cho nên là là chắc chắn chuyện này xảy ra tuy nhiên thì hôm qua nó sẽ nó có một cái diễn biến cực kỳ quan trọng nhưng qua tôi đã phân tích là thứ nhất là diễn biến ở đây đúng không ạ quân nga đã tiến vào đây và họ cũng chiếm được một cái cứ điểm đầu cầu đấy, điểm cứ điểm cố thủ ở đây phần này rất quan trọng thì tôi nghĩ rằng là nga cũng sẽ khó để mà có thể chiếm được khu Uh, khu khu um, phòng thủ kiên cố này của Ukraine, Đấy, cũng như là họ sẽ không bao giờ họ từ trước mặt mà họ có thể tấn công chiếm được vào đây, bởi vì cả hơn hai nơi này thì chiến hào uh, của Ukraine cũng như là các cái công sự là nó dày đặc, thì nga rất khó để vào, cho nên là nga sẽ tấn công ở đây để mà giữ chân, cầm chân Ukraine ở cánh này, và họ sẽ phát huy tấn công ở từ phía bắc trở xuống, đúng không? ạ Thì uh, chắc chắn là trong 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 những giờ tới hoặc trong ngày tới tôi nghĩ rằng sẽ có những tiến triển rất là rõ à, đối với lại cái 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 trận địa Adipka bởi vì là hôm nay chiều um, tối ngày hôm qua thì uh, bất ngờ là Nga là một cái cuộc tấn công táo bạo này đấy, họ tấn công họ tấn công theo hướng này luôn đấy như các bạn thấy họ vừa tấn công ghim chân của ukraine ở đây nhưng đồng thời họ tấn công trực tiếp vào cánh này luôn và họ tấn công vào cái phía này của nhà máy thế thì ở đây chúng ta thấy tại sao tôi nói là nó rất táo bạo và nó mặc dù nó rủi ro nhưng mà nếu mà nga đạt được ấy, thì nó sẽ thành một cái phần thưởng cực kỳ là xứng đáng chúng ta zoom kỹ hơn tí này à, từ khoảng cách của thị trấn này sau khi mà nga làm chủ được hết ấy, thì chắc chắn là họ đã điều một cái cánh quân à, để tiến tới đây cái thị trấn này thị trấn này là thị trấn rất là quan trọng tôi sẽ phân tích và họ bây giờ đang có giao tranh ở đây đúng không ạ tuy nhiên thì hôm qua họ cũng điều cánh quân đến để cầm chân quân ukraine ở đây ở đây thì nó là một cái dòng sông uh, nó là một cái dòng sông từ đây đến đây này đến đây này đến đây gần như nó là một cái dòng sông đấy nó nó sát nó chạy nhỏ đến tận đoạn này đây như này hồ ở đây như vậy thì ở đây nó có một cái khoảng sông nhưng mà tuy nhiên nó là một cái khoảng chúng có thể vượt qua được. Ở khu vực này. Xin lỗi. Nó nó là một cái nơi mà là là một cái trung tâm để nếu bạn nhìn thấy bây giờ Ukraine có một, mỗi một cái con đường chính này thì họ đã bị cắt rồi. Đúng không ạ? Đường này là đường đường tàu hẳn hoi nhưng mà họ đã bị cắt rồi và đây là cái, cái tuyến tiếp tế quan trọng chính là bị cắt bây giờ họ chỉ còn mỗi cái con đường này nữa thôi đấy con đường này là quốc lộ còn có tên tuổi thôi còn mấy cái con đường ở đất ở đây thì nó là cái đường đường làng rồi cho nên là nó sẽ và nó cũng sát với lại trận địa của nga phía này cho nên là họ phải bằng mọi giá họ bảo vệ được cái tuyến đường tiếp tế này đấy chính vì thế cho nên là hôm qua nga đã táo bạo là tấn công vào cái thành phố này luôn vào cái thị trấn này luôn thị trấn này thì như chúng ta thấy là tuy nó là một cái trung tâm về về hậu cần của phía đằng sau này nhưng mà nó chỉ có một cái khoảng hẹp này là để đi vào thôi đúng không ạ đấy, khoảng hẹp này đi vào vào cửa qua nó để tới thành phố thôi đấy hoặc là một cái khoảng như này thôi cho nên là khi mà nga tấn công vào đây thì bắt buộc là ukraine phải điều các cái quân quân ở phía đằng sau lại lại để rút và cái đặc biệt đấy là khi họ tấn công vào thành vào cái thị trấn này ấy, nó là một cái mũi đột phá rất là bất ngờ có thể khi họ tấn công tới nơi là ukraine sẽ bị bị bất ngờ ở đây đấy và sẽ nếu như họ tấn công vào đây thì buộc là ukraine phải phải giảm phải giảm quân từ các cái nơi tương tự để quay về rút về về hỗ trợ đúng không ạ đấy và như vậy thì họ có cái cơ hội để mà để mà nga có thể chiếm những cái thành mà họ đang gây sức ép, đúng không ạ? Ví dụ như họ sẽ chiếm nốt chuyện này dễ dàng này và họ chiếm được cái cứ điểm này để khép toàn bộ cái góc ở phía trên, đúng không ạ? Và cái khu này cũng thế là cái điểm góc cuối cùng ở phía dưới bờ sông ra đây. Thì như vậy nếu như mà nga tấn công như thế này, mà, mà nếu họ không chiếm được ở đây thì họ cũng hút quân ukraine chạy về về hết về hướng đấy. Còn nếu họ chiếm được, giả sử như họ chiếm được địa điểm này thì tôi có thể khẳng định là lính của Ukraine trong thành phố sẽ phải đầu hàng ngay lập tức. Đấy là cái tầm quan trọng của cái 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 thị trấn này. <laughs> Bởi vì là thị trấn này là thị trấn cực kỳ là dễ phòng thủ, đúng không ạ? Khó tấn công, dễ phòng thủ từ hướng các hướng khác trừ cái hướng Nga đang tấn công lên. Đấy. Đúng không ạ? Các hướng khác thì nó đều phải qua kênh rạch nó mới tiếp cận được vào. Đấy, chỉ có một cái hướng này của Nga lên thì nó thẳng thôi. Đấy và hơn ngoài ra thì có hướng từ thành phố ra đấy, tuy nhiên thì với một cái việc mà nga tấn công gây sức ép như này thì chắc chắn là ukraine sẽ khó mà cắt quân ra để mà tiếp ứng từ thành phố đấy và nếu như mà thành này nó rất là khó để mà tấn công nó thủ dễ như này mà nó là án ngữ toàn bộ uh, toàn bộ ra ba hướng đúng không ạ bốn hướng như thế này thì họ nga mà đã cố thủ được ở đây thì chắc chắn là toàn bộ lính trong đây sẽ phải đầu hàng không còn đường nào để rút nữa và thứ hai nữa là 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 nga rất là nói nói một cái từ nôm na là họ rất thù cái cái thành phố này <laughs> họ rất thù thành phố này ờ, trong 9 năm qua thì toàn bộ cái miền đông ukraine là có tới hơn 14 bốn dân thường thiệt mạng trong đó có rất nhiều trẻ em và thành phố này là một trong những cái thủ phạm chính lớn nhất Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng với cái diễn biến mà Nga vừa tạo được như này thì hiện nay cũng chưa biết là ngã ngũ như nào. Nhưng hôm nay chắc chắn là có sẽ thêm cái kết quả nhất định đúng không ạ? <laughs> cho dù như nào thì Nga không biết có chiến được không, nhưng tôi nghĩ là nếu mà họ làm cái việc đấy tôi cho rằng là cái chiến thuật của Nga rất là ổn, mặc dù nó táo bạo. Nhưng mà từ đầu đến giờ thì từ cái việc họ bắt đầu khởi động lại với ưu tiên và Adipka cộng với những việc mà họ rút được, thu hút được những cái 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 uh, lực lượng dự trữ của Ukraine từ nơi khác đến, đúng không ạ? Có thể là bây giờ đang trên đường đến và chuẩn bị diễn ra những cái cuộc giải vây uh, cho Adipka khẩn cấp, ấy. Đấy, có thể cũng đang đến và cũng có thể không, nhưng mà ít nhất nhất là ý nghĩa là như hôm qua là đã có viện binh tới rồi, Đấy, thì như vậy là nó sẽ bị giảm cái áp lực ở cái chiến trường Bắc mút đi. Và cái điều nga lo nhất là nga lo một cuộc phản công giải vây ở Bắc mút mà, Đấy, thì tôi không biết là cái diễn biến của cái Adipka này nó sẽ như nào như nào chúng ta đã phân tích nhiều kịch bản rồi nhưng mà giả sử như kể cả nga cũng chưa chiếm được bắc bút ngay uh, adipka ngay thì họ đã cũng có một cái chiến thắng về việc họ đã gọi là làm trì hoãn hoặc là phá hỏng một cái kế hoạch giải vây bắc bút đúng không ạ Đấy, và 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 trong uh, suốt cả ngày hôm qua thì chiến trường bác bút cũng rất là khốc liệt và nga cũng tiến quân uh, rất là đều vào trong thành phố tôi sẽ quay lên ngay Đấy, hiện nay thì Nga đang uh, tập kích pháo vào tất cả các cái thị trấn này. Ok, như vậy là trong ngày hôm nay chúng ta hy vọng là sẽ có những cái tin cập nhật hơn về tình hình Adipka, bởi vì là Adipka này, nó mỗi một cái diễn biến như tôi vừa nói là nó, nó đều có một cái tính chất nó thay đổi cái cuộc chơi, đúng không? Có thể dẫn tới thay đổi cuộc chơi. Còn ở Bác Mút thì người ta cứ bò thêm, bò thêm ra một tí rồi là thụt lại một tí chứ nó không có một cái tính chất như này bác mút bây giờ là nó dồn vào lõi rồi đúng không ạ là quân ukraine bị dồn vào lõi rồi cho nên là những cái diễn biến thực tế là nó 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 không có những cái đột phá kiểu như kia mà nó chỉ là ông nào giỏi hơn tấn công được nhiều hơn thì ăn nhiều hơn thôi Đấy, tất nhiên là nó sẽ có những chiến thuật thì tôi sẽ phân tích bây giờ ở phía bên dưới này sau khi mà hôm trước ukraine họ phản công họ giành lại được cái cánh cái vùng này cái vùng quan trọng này, đấy, hai bên của cái bờ sông này, thì hôm qua là nga lại bất ngờ bỏ cái vùng đấy và tấn công sang đây, sát tới cái thị trấn, một cái thị trấn ở đây, đấy. cũng là táo bạo đúng không ạ, bỏ sang sông để tấn công, các bạn có thể nhìn thấy con sông nhá, từ trên này xuống này, đấy. cái sông là cái rất quan trọng, ai cũng phải bằng được, phải chiếm được nó. Đấy, tuy nhiên thì uh, nga bỏ ở đấy lên nhưng mà trong ngày hôm qua họ lại chiếm lại được một phần rất lớn ở cái phía này, tại cái cánh rừng này và bây giờ họ lại quay trở lại áp sát vào Ivanevskaya và họ chỉ còn cách cái, cái đường quốc lộ này một tí thôi. Đấy như tôi như cái bản đồ uh, vẽ nó sẽ là như này, tôi zoom vào một tí nhá. Đây cái bản đồ mới của của nga bây giờ nó sẽ là như này này, Đó, nó sẽ như này, đây thậm chí nó như này như vậy là họ chỉ còn cách cái quốc lộ này một tí thôi, đúng không ạ? Đấy và bây giờ là họ đã uy hiếp trực tiếp vào cái thị trấn Ivaniske này rồi Đấy, và cái cánh này họ cũng đánh từ phía đằng sau, đằng trước tiến công lên thị trấn này. Như vậy là với cái sự tập trung mà cao độ của quân uh, Nga như ngày hôm qua chúng ta phân tích ở cái cánh hướng nam và cả hướng, hướng bắc nữa thì rõ ràng là gần như là chúng ta thấy là Nga hình như có ý đồ để mà mà vây hãm Ivaneska đúng không ạ ở phía này thì hôm qua nga cũng chiếm rừng lên tận đây rồi đấy và họ gần như là họ đã cái cái con đường quốc lộ này ở trong thành phố nó đã nằm trong vùng xám tức là trong vùng hỏa lực của hai bên không ai kiểm soát nữa đấy. như này thì có nghĩa rằng là toàn bộ cái này đã là vùng xám rồi đúng không ạ vùng xám và các bạn thấy là À, hôm qua thì Ukraine lại phải lùi thêm một tí nữa này Hôm trước thì nó ở dưới đây Đấy, hôm nay thì họ buộc họ phải lùi về đây nữa rồi Đấy, Và cách gánh quân hôm qua của Nga thì từ sông tiến thang Từ dưới tiến lên Từ bên này tiến về Từ bên này tiến vào Hôm qua thì nó vào sát tới đây Nhưng mà Ukraine hôm qua lại bất ngờ tổ chức phản công Đấy, họ phản công vào cái hướng này Cái mũi này của Nga và họ đẩy ngược nga ra khỏi cái trung tâm thành phố một đoạn. đấy tuy nhiên thì chúng ta thấy là với cái kiểu tiến quân như này thì à, chúng ta thể zoom lên này thì chắc chắn là thời gian tới này ukraine lại phải rút khỏi toàn bộ cái, cái 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 bờ đông một nửa nữa của thành phố đúng không ạ đây nga họ tấn công như này à, xin lỗi Ukraine phản công này, qua hôm phản công ồ ạt nhá. Hôm qua là bất ngờ là Ukraine phản công ở ở Bakhmut khá nhiều. À, tuy nhiên thì nga vẫn kiên trì tấn công theo hướng này, hướng này, hướng này, hướng này và ở trên họ tấn công mạnh xuống hướng này. Thế thì với cái cái kiểu đánh tấn công như này thì một là Ukraine có thể cầm chân được nga, tôi nghĩ rằng là khó, đúng không ạ? chẳng qua là cái thời gian thôi thì ở giữa các bạn để ý là nó có một cái đường đường sắt nhé cái đường sắt chia đôi chiến tuyến như này và nó cũng đồng thời nó chia đôi cả cái nhà máy ở chia đôi nó cách ly cái nhà máy khỏi 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 cái trung tâm thành phố này luôn và như vậy thì nếu và với cái kiểu tấn công của nga như này ấy, thì chắc chắn một điều rằng là à, nếu như bạn wagner tiếp tục đạt được những bức tướng đều đều như những ngày gần đây mỗi ngày họ tiến lên một tí như này thì chẳng mấy chốc là ukraine là phải rút hết quân từ bên phía, phía này về đúng không ạ với cái kiểu tấn công như này hôm nay thì phía này họ tấn công ra đến tận đây Đấy, nga tấn công ra tận đây và có bản đồ thì họ nói là bây giờ cái kiểu địa hình của nga nó đã như này rồi kiểu hình địa hình của nga nó như này rồi thì chắc chắn là toàn bộ những ông nào đang 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 ở đây của Ukraine ấy, sẽ sẽ phải nghĩ tới việc là rút ngay đúng không ạ? Chứ nếu không thì là nếu như họ tập kích từ bên chính bờ sông họ cắt cái đường này nữa thì là hết đường chạy luôn. Đấy, thì thực ra nếu như Ukraine mà trong những ngày qua mà họ co cụm lại bây giờ quân ở đây cũng không biết nhưng mà nhiều người vẫn nói rằng là nó từ 10 đến 20 nghìn lực lượng vẫn còn mạnh. Thế nhưng mà tôi thấy là họ liên tục bị đẩy lùi vào cái trung tâm thành phố. Thì như vậy là nếu cứ đà đấy xảy ra bây giờ chúng ta cứ phân tích là theo cái đà xảy ra thôi đúng không ạ? Tuy là Ukraine qua có phản công được một tí nhưng mà theo cái đà này thì kiểu gì là Wagner họ cũng sẽ tấn tới được họ cắt đôi cái thành phố này ra. Đúng không? Tôi thì không nghĩ rằng ý tưởng cắt đôi này là một ý tưởng hay bởi vì là theo cái cái, cái tinh thần mà hút vào dọ ấy, thì cứ phải để dọ nó càng sâu, nó càng trũng ở dưới đáy ấy, thì nó mới đựng được nhiều cá, đúng không? ạ Khi mà họ cắt ra đến đây rồi thì đồng nghĩa với việc là xua cái lượng lớn cá chạy ra ngoài đấy và nó có nguy cơ bị sập, đúng không? nguy cơ bị sổng và nó chắc chắn là nó lại uh, nó, nó nó lại cái phần này nó chứa được ít cá hơn. Cho Nên tôi nghĩ rằng là đây cũng không phải ý kiến hay nhưng mà dù sao cũng còn tốt hơn là cái việc là đánh mãi không thể chiếm được, đúng không ạ? Không thể chiếm được từ các phía đằng trước. Đấy, thế thì đây là, là 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 cái kế hoạch của Wagner Tôi nghĩ rằng là họ sẽ tìm cách họ chia chia cách cái phần này ra. Đấy, hôm qua thì uh, hai bên giao tranh rất khốc liệt ở toàn bộ thị cái cái chiến trường Bắc Môn. Tuy nhiên là ngoài những cái như tôi vừa nói ra, mỗi bên đạt được một phần nhỏ đấy, thì không có những cái thay đổi lớn nào. Ở phía Bắc thì có một cái diễn biến có lợi cho Nga, đấy là hôm qua như theo nguồn thân Nga là cái mũi quân này của họ là đã tiến vào và giành được một nửa cái thị trấn quan trọng này. Đấy, đồng thời là cái cánh quân ở phía trên là đánh tập kích bên sườn. thì chắc chắn hôm nay nó sẽ có những thông tin thêm về cái việc này. Nếu Nga giành quyền kiểm soát cái thị trấn này thì có có thể khẳng định thêm là Nga có thêm cái niềm tin để mà có thể trụ, ít nhất là trụ trước cái việc mà Ukraine phản công. còn chắc chắn họ sẽ không bỏ trận địa ngay nếu như họ sẽ có những cái 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 địa điểm quan trọng như này, đúng không ạ? Còn nếu như không có những điểm quan trọng này thì phải nghĩ tới cái việc rút lui. Đấy Ngoài cái hướng này ra thì những cái gì cập nhật thì tôi đã cập nhật từ sáng hôm qua rồi. Ok, như vậy chúng ta tiến tới chiến trường Sivak. Thì hôm qua sau khi mà Nga phát động ồ ạt tấn công từ nhiều hướng thì họ không còn duy trì các hướng tấn công trong buổi chiều nữa. Chỉ còn hướng này trở lên và cũng là tôi nghĩ rằng cũng hướng cầm chừng thôi. Đấy, tất cả những hướng này hướng cầm chừng này. Đây, hướng này thì họ tấn công chính diện nghiêm túc này. À, nhưng mà cũng chưa giải quyết được gì tuy nhiên thì uh, cái cách để dọ như này của nga ấy, tôi nghĩ rằng là cứ để nó để nhiều tháng ấy. thì đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là nhiều khi là nó cũng do là khó khăn gì đó đúng không ạ nhưng mà rồi mình cũng nghĩ rằng là đằng sau đây nga có tới 60.000 quân tinh nhuệ mà chẳng nhẽ mỗi một cái việc nhỏ này họ không không thể xử lý được đúng không ạ thì tôi nghĩ rằng là cũng nó lại quay lại cái cái lý thuyết dọ ban nãy đúng không ạ luôn tạo ra nhiều dọ và ở mặt trận này thì nga tiến công rất nghiêm túc và ngày nào cũng thế mỗi ngày họ tiến công được 1-2 km đúng không ạ tuy nhiên thì mặt trận này là cái thiệt hại của ukraine lại tăng trong ngày hôm qua đâu đấy nó tăng lên khoảng 100 người đấy và quân của nga đã tiến ra sát rất sát tới cái bờ sông này rồi rất sát bờ sông đồng thời là các cánh quân của họ thì đang chiến đấu có và có lợi thế đẩy ukraine dần dần là, là rời khỏi cái cánh rừng quan trọng này. Đấy, như bạn biết là chiến trường Sivik rất quan trọng, đúng không ạ? Nếu mà để Nga mà sử dụng cái cánh rừng này đẩy ra hoàn toàn như này, thì lập tức là Nga chỉ còn lại những cái thành trì vệ tinh, Ukraine chỉ còn những cái thành vệ tinh để mà che cho Sivik nữa thôi. Còn Nga là tiến tới rất gần, và khi tiến gần thì nó trong tầm pháo, và họ có cả một cái cánh rừng như này để mà mà trú ẩn, đúng không ạ? Trú ẩn và phòng ngự thì rất khó cho Ukraine có thể là là lật ngược được cái tình hình Và toàn bộ cánh rừng này thì nó dẫn tới Đây, Liman nó, nó dẫn tới cái thành phố rất là quan trọng Song song với Sivak thì là Liman Và đằng sau Liman thì tới Slovian rồi Cho nên là tôi nghĩ rằng Nga đang rất nghiêm túc Để mà chuẩn bị thiết lập ra thu nhỏ cái Sivak lại Để giống thêm một cái bác Bakhmut Adipka nữa Đấy, Tuy nhiên thì ở đây là Ukraine phòng thủ rất ghê gớm và họ chắc chắn ở đây họ cũng không điều quân đi đâu đúng không? vì là tổn thất ở đây vừa nhiều và thứ hai địa hình rất quan trọng, cho nên Ukraine sẽ chắc chắn là sẽ phải giữ bằng được cái trận địa của họ Đấy, bằng được và ở đây hôm trước chúng ta thấy là Ukraine đã trên vệ tinh thì nó xuất hiện một loạt cái công sự kiên cố của Ukraine ở hướng này. Đấy. Tuy nhiên hôm qua thì tôi quan sát là bây giờ nó còn kéo dài tít lên trên này nữa cơ nó tít lên đây nó gần giáp với lại chiến tuyến của nga Đấy. tức là họ xây thêm còn 2 phần ba lần nữa như thế như vậy là mục đích như này là nga đang muốn uh, họ hiểu được cái vấn đề là nga đang muốn khép góc ở cánh này đúng không ạ khép góc cánh này lại để tiêu quận diệt cái cụm quân của ukraine ở đây Đấy. Tuy nhiên thì với việc xây công sự này chúng ta có thể thấy là chắc chắn là sớm hay muộn Ukraine sẽ phải rút về qua sông, chắc chắn là như thế. Đấy, và hai bên sẽ hình thành một cái chiến tuyến ở trên này và chắc chắn là sẽ không có nhiều thay đổi trong một thời gian dài, bởi vì nó hình thành dọc theo một cái bờ sông mà dẫn tới những cái con hồ rất lớn ở phía dưới, thì nó giống ở phía bên trên, chắc chắn là sẽ không có thay đổi nhiều. Và nếu như mà hai bên hình thành một cái chiến tuyến như thế, thì uh, cái việc nga mà có thể công phá Sípec Liman, chắc chắn là nó sẽ phải là một cái quãng thời gian dài, lại bao vây từ nhiều hướng. Đấy đây lại phải hình thành các cánh cung đấy là chưa kể những việc có thể xảy ra mà nó đảo chiều ở bắc mút đúng không ạ cánh cung này mà nó gặp cái phòng ngừng thủ ở đây rồi đấy. cánh rừng đây rồi như vậy là họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để họ hình thành một cái cánh cung như này tuy nhiên thì tôi thấy một điều là nga họ rất sáng tạo bạn cứ nhìn cái bản đồ bắc mút này rồi cái cách di chuyển quân cách họ phá kế hoạch của kẻ địch cách họ lùa quân của ukraine từ hướng này sang hướng kia cái, cái cái đội dự trữ ấy, rồi là cách họ hút sinh lực quan trọng của Ukraine vào ấy, và cách họ tấn công táo bạo đấy thì tôi thấy là nga chưa cứ cứ im im một vài ngày họp hành như nào đấy họ lại ra một cái chiêu mới đấy, và họ đổi mới cái chiến thuật liên tục cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi thấy là về chiến thuật như thế thì trên đường dài là nga rất là có lợi sợ nhất là một cái đội quân như Ukraine hiện nay này là họ họ tức là họ luôn luôn rơi vào cái thế bị động đúng không ạ Ngoài cái việc mà chiến tranh phá hoại ra Thì cũng có thể nói là sáng tạo đi Nhưng mà không có những cái việc mà nó gây ra cho những Nga lo về tinh thần nhá Tôi nói thật đánh nhau như này Sợ nhất là địch nó làm gì Nó sẽ làm gì Thì cái đấy là rất sợ Và muốn áp chế được cái việc là địch nó sẽ làm gì Thì mình phải là ra những cái đòn trước Như ông Putin ông nói là Là nếu như một cái cuộc chiến không thể xảy ra Không, không thể tránh khỏi Thì bạn phải là người ra đòn trước Đúng không ạ thì nga là nga là họ làm cái việc này rất là tốt lúc nào họ cũng ra đòn mặc dù nó là đòn gió hay là đòn thật nhưng mà họ luôn ra đòn đấy, và nó luôn đặt cho cái đối phương của họ ở trong một cái trạng thái bị động khiến cho đối phương là không thể nào mà phát huy được đúng không ạ không phát huy được những cái 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 chủ động ấy thì dẫn tới là địch nó khá an toàn thôi cái việc này tôi thấy là ở đâu cũng thế đấy lúc nào bạn cũng phải gây ra sức ép cho địch mà địch mà nó bị sức ép của bạn ấy, nó rất là bị ức chế về tâm lý mà nó không thể nó không thể chủ động để nó lại tạo ra được những cái bất ngờ ngược lại đối với bạn được mà đặc biệt là nếu nó bị ức chế lâu ấy, thì nó sẽ ra những quyết định rất là là những quyết định tồi đúng không ạ cứ bị như này lâu rồi cuối cùng là nga lại buộc ở ukraine từ phía sau lại buộc phải phản công giải vây buộc phải tổng phản công để mà giải phóng vùng phía dưới đúng không lại buộc phải giải vây adipka lẫn Bác Mút thì như vậy là ở phía bắc lại họ lại còn biên giới belarus nữa đúng không? thì như vậy là họ rất là nhức đầu. tôi nói thật là trong cuộc chiến này tôi thấy là tôi rất thương cho những cái 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 cái, cái tâm lý những cái bộ não mà hiện nay ở phía lãnh đạo Ukraine đấy. đặc biệt là họ lại còn sức ép của phương Tây đấy nhé, bạn nhớ nhé. sức ép của phương Tây về cái việc là là thế công bây giờ định đánh đấm như nào, ngày này cũng chết một đống như này, tiền vũ khí mọi thứ quân kiếp tôi gửi sang nhiều như này đến nơi rồi, đúng không ạ? đến tận mông như thế này rồi mà còn không phản công vân vân đại khái nó kiểu như vậy nó dẫn tới là lúc nào mình nhìn như ông Zelensky lúc nào trong ống rất là là căng thẳng ông không bao giờ ông mỉm cười được mà mãi cái áo ông mặc cách đây một năm rồi cũng chưa thay vẫn cái áo đấy đấy khổ Nên tôi thấy nga là họ chủ động và cái đấy là tôi thấy anh em nào ủng hộ nga thì có thể yên tâm bởi vì là kết hợp với việc là họ có thể chịu được đòn đúng không ạ thứ hai là họ chủ động thì chắc chắn là họ sẽ sẽ còn gây nhiều cái cái đau thương cho ukraine nữa ở phía trên cái chiến trường cuối cùng thì tuy là ở đây là chỉ diễn ra những cái bây giờ thì các bạn thấy là chiến tuyến của nga họ đã ra đến ra đến bờ sông rồi đúng không ạ nó ra đến bờ sông rồi và cái thành phố mục tiêu của họ là đây nó cũng sát rồi đấy tuy nhiên thì nga chỉ tấn